Hello, chào tất cả các bạn nha. Giờ trưa rồi các bạn ơi, giờ là 11 giờ mấy, 12 giờ rồi. Thì 1 giờ là mình quay đầu về Sài Gòn các bạn. Bây giờ thì mình gọt cái xoài nè các bạn. Mình còn gọt cái xoài này để mình lắc muối á các bạn. Xoài này ngon lắm. Xoài này kêu là xoài bủ ghê. Xoài này kêu xoài Đài Loan á các bạn. Ăn rất là giòn. Lắc muối á, mình có hũ muối xí muội các bạn. Đâu rồi? Đây nè. Đây là hũ muối xí muội của mình nè các bạn. Ăn rất ngọt nha. Rồi muối xí muội ăn cực kỳ ngon. Các bạn nào chưa ăn ăn thử đi. Cực kỳ ngon. Xoài này là của anh Ba Chạy Cú, anh bữa hổm anh cái nhà ông cậu á. Ông xin á. Cái bữa mình quay clip đó các bạn. Đó. Muối nhiều quá, mình phải lấy cái bọc. Cái bọc này là mình bọc bên ngoài rồi được cái là ăn sống á các bạn, ăn sống là du lịch luôn, rất là ngon. Xoài này ăn chín không ngon nha, đặc biệt xoài Đài Loan này nè, trái nó bự lắm các bạn, mã này như còn non quá trời. Cây xoài ông nhà ông cậu đó ăn uống hết cây xoài rồi. Ông cậu có anh Ba Chạy Cú nha các bạn, cứ thèm là cứ vô hái thôi. Cục ruột luôn á, cái xoài này có cục ruột, có Ba Chạy Cú á. Cái xoài này các bạn biết ăn sống á, nó chua nhưng mà nó không có chua nhiều bằng cái mấy cái xoài kia, mà nó giòn ghê lắm, ăn rất ngon. Đó. Rồi xong. Mình sẽ tắt vô cái bọc này nè các bạn. Tắt vô cái bọc là mình lắc muối làm xoài lắc. Ngon không? Thấy là thèm luôn á. Bỏ bánh xe này nè, mình ăn. Có buổi tối các bạn biết sao không? Buổi tối thì mình ít ăn xoài bên này lắm, nó chua á. Ban ngày á mình khát nước á, bỏ hai anh em mình với Hải ăn rồi đã thèm. Xoài lát là phải cắt hơi dày dày chút xíu, tại vì mình bỏ muối vô nó sẽ teo xuống. Ngon. Chua nhưng mà không chua nhiều nha các bạn. Xoài là phải chua, nhưng mà không có chua đến nỗi dữ. Cái xoài mà ăn mà không chua thì ăn đâu ngon làm gì đâu. Trái này muốn chín luôn rồi. Rất là ngon à. Xoài lắc muối. Ngon chưa? Cái này chín hơi chín tí xíu, vàng luôn rồi.
thấm đều nha các bạn nha. Rồi mời các bạn nha. Cực kỳ ngon. Cuốn không? Cuốn chín bụi nè. Rất ngon. Mời các bạn nha. Tới công chuyện luôn các bạn ơi. Quá đã. Ngọt kia luôn. Trưa mà chưa ăn cơm nữa. Chắc mình đã ăn cơm quá, mình biết ăn hết. Ăn sỏi đã. Muối chín muối ăn rất ngọt. Đặc biệt muối chín muối bỏ vào xoài ăn ngọt ghê. Ngon hơn muối như thường. Ngon các bạn. Đã. Quá đã. Tuyệt vời mặt trời. Còn tí xíu nữa nó mới giòn các bạn. Muối mà thấm vô nuôi tồi không. Rồi tí xíu là tồi nó ra nước. Nó giòn kìa. Mà tồi này cũng đã giòn rồi. Giờ thì là 1:13 chiều rồi các bạn ơi. Đó. 3 giờ chiều thì giờ anh em mình chuẩn bị xuất phát lên đường đây. Đó. Thì đón khách lên, đang chờ khách nha anh em. Đó. Thì mình nổ máy cho nó mát mẻ sạch sẽ để anh em mình cứ khách lên. Đó. Mở máy lạnh lên hết trơn rồi. Rồi đây là xe trung chuyển ăn sao anh em. Trung chuyển đang rước khách về cho mấy anh em mình. Xe là giờ sớm sáng lên đã rửa sạch sẽ nè các bạn ơi. Đó. Sạch sẽ từng vỏ xe luôn rồi. Đây là xe trung chuyển, bạn trung chuyển, trung chuyển mới rước khách về cho mình. Đi, mình đi. Anh em mình mua bắp nè anh nè, đó bắp đậu phộng luôn nè. Bây giờ ăn hàng kìa không? Có Mỹ không? Thôi, thôi nha. Đúng rồi, Di Linh anh em. Mấy cô bán bắp nè, bán đậu phộng luộc nè. Rồi, hello các bạn nha. Giờ mình đã đến tới trạm dừng chân rồi anh em ơi. Cơm nước ăn cái anh em ơi. Có bụng quá rồi. Cơm nước là cho khách có đi vệ sinh đó. Đó. Trạm dừng chân hàng ngày là anh em mình hay ghé nè. Ở đây là Phương Trang cũng đậu chung luôn. Giờ thì anh em mình đã về tới Sài Gòn rồi các bạn ơi. Bây giờ cho xe trung chuyển này chở vô Sài Gòn đó. Khách bên mình sẽ qua xe trung chuyển nè, xe trung chuyển màu trắng nè. Đây là bạn trung chuyển sẽ chở vô trong văn phòng trong. Về tới là địa phận có bạn này. Thuốc thuốc thôi. Lời này nhiều mà đóng.
vận chuyển các bạn, đây là xe màu trắng đó các bạn. Đi trời mưa nè các bạn, xe nó hơi dơ. Mưa trên Bảo Lộc, Di Linh đó. Mưa quá trời luôn. Nó trời mưa luôn. Rồi, Hải giờ đang dọn phòng. Con này Hải mua nè. Con này cho con bầu lớn. Con này là cho con bầu lớn ở nhà. Đó, con Hải á. Con này là cho con bầu bầu trên Đà Lạt. Đó. Con này là cho con bầu ở Đức Trọng. Này là cho con bầu ở Di Linh. Con Hải á, nó cho nó sắp hết chân rồi đó. Bầu Di Linh. Con này là con bầu ở Bảo Lộc. À, con này là con này bò lộc nó lùng quá. Con này là con bò nè, con Hải nó ở nó cho ở Madagui. À, rồi con bò này là con này đang bò ở Tân Phú. Tân Phú Định Quán đâu đó các bạn. Đó, Tân Phú Định Quán chứ không phải Tân Phú Sài Gòn đâu nha. Còn mấy con này là có mấy con này là dụ mấy con là mới quen. Cho mấy con mới quen. À, cho mấy con mới quen mà chưa có bò, chưa thành bò. Ghê ông vụ gái, ông mua mấy con này vụ gái ghê không? À, đây là con bầu lớn nè nghe các bạn. Đây con bầu lớn đó nè. Đâu con bầu lớn. Đó chú dặn rồi. Thì mình đang cho khách lên ở tại Sài Gòn các bạn ơi. Đó, mình về Sài Gòn rồi, thả khách xong rồi giờ cho khách lên. Rồi anh em mình chuẩn bị lên đường rồi. Giờ hiện tại giờ ở Sài Gòn thì ở văn phòng Sài Gòn thì còn thiếu một người nữa. Một người nữa tới là người ta tới trễ các bạn. Chờ người đó tới là xong. Hình như ta tới rồi, Hải đang bỏ qua ly lên. Cái mương bả mới ngon. Nó ăn đổi món vậy, ăn hoài. Trời ơi, giúp mẹ luôn. Đúng rồi, ăn hoài ngán mấy mẹ luôn. Cơm nè. Bởi vì anh gán cơm xào. Cho cơm cho cục á. Ăn thử cục á. Thôi mày không làm gì trời.